Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày Cường Đô La và những thay đổi bất ngờ sau khi cưới Đàm Thu Trang Trước khi kết hôn với Đàm Thu Trang, Cường Đô La từng hẹn hò rất nhiều người đẹp showbiz Việt trong nhiều cái tên được dư luận biết đến, Hồ Ngọc Hà là cái tên gắn bó với Cường Đô La lâu nhất và có chung cậu con trai tên là Su Beo. Hồ Ngọc Hà từng nhận xét Cường Đô La có xu hướng giữ im lặng và kính đáo khi yêu, không nói những lời hoa mỹ hay phu trương trên mạng xã hội. Anh thường dùng hành động để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, kể từ khi yêu và kết hôn với Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, Cường Đô La thường xuyên khoe ảnh vợ lên mạng xã hội. Cường Đô La còn dành nhiều lời khen có cánh cho vợ. Trong một lần livestream gần đây, Cường Đô La định bà xã vợ mình xin không cả nhà, vợ mình xin nhỉ. Vào những dịp đặc biệt, anh dành những lời chúc ngọt ngào gửi tặng với Đàm Thu Trang. Bên cạnh đó, Cường Đô La cũng không ngần ngại đáp trả lại những nhận xét của cư dân mạng trước những ý kiến của khán giả cho rằng Đàm Thu Trang chỉ kết hôn với Cường Đô La vì tiền bạc. Doanh nhân 37 tuổi đã đáp trả một cách thẳng thắn công khai, anh dùng những lời nói gây các để phản hồi lại anti-fan. Xôn xao vợ Cường Đô La đã có tin vui sau hơn một tháng cưới qua chi tiết đặc biệt này. Kể từ khi kết hôn vào cuối tháng 7 vừa qua, cuộc sống của doanh nhân Cường Đô La và người mẫu đàm Tu Trang nhận được không ít sự chú ý của dư luận. Sau nhiều mối tình cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cuối cùng thì thiếu gia phun núi đã tìm được hạnh phúc bên chân dài kém 7 tuổi. Mới đây cặp đôi có chuyến du lịch tại Thái Lan nhân dịp Tết Trung Thu, trên trang cá nhân bà xã Cường Đô La vừa chia sẻ bức ảnh cặp đôi đi dạo trên đường phố Bangkok Thái Lan với dòng chú thích Bangkok ngày nay năm 2019 khiến khá nhiều fan tò mò, dù không chụp chính diện hai vợ chồng cô nhưng từ góc chụp phía sau người xem dễ dàng nhận ra Đàm Tư Trang đi bộ mà không mang dép. Ngay sau đó có khá nhiều bình luận dưới bức ảnh đã thắc mắc về điều này, khi nhận được câu hỏi thì người mẫu trả lời đầy hóm hỉnh cháu đuổi bắt chị Hằng nên rớt dép mất đó cô. Bên cạnh đó còn có comment đùa vui rằng cường đô la cất dép để vợ đỡ cao hơn mình. Đáng chú ý một số ý kiến thậm chí nghi ngờ đàm thư trang đọc cái tin vui sau gần 2 tháng làm đám cưới. Việc cô đi chân trần hoặc là dép tông được cho là biện pháp tránh nguy hiểm cho mẹ bầu giai đoạn đầu. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán bởi trước đoán người đẹp cũng có sở thích đi giày bệt hoặc là không quá cao để đẹp đôi hơn lúc sánh bên bạn đời. Trước đó không lâu, Cường Đô La chia sẻ bài phỏng vấn gần đây của bà xã cùng với lời bình luận dí dỏm. Toàn là nói xấu chồng thôi, thực tế Đàm Thu Trang lần đầu tiên tiết lộ về cuộc hôn nhân với thiếu gia phú núi qua bài phỏng vấn trên tạp chí đẹp. Nữ ca sĩ Kim Người Mẫu tiết lộ cả hai quen nhau trong lần gặp mặt ở quán cà phê. Người chủ động là Cường Đô La, anh tới bắt chuyện và tình cờ cả hai rất hợp nhau. Ngay lần đầu gặp Thu Trang đã rất bất ngờ về cách nói chuyện của anh chàng thiếu gia mà trước đó cô từng nghe nhiều tin đồn. Một tháng sau họ đã biết rằng mình thuộc về nhau. Cường Đô la cầm lái McLaren 720S hơn 20 tỷ trên đất Thái. Doanh nhân Phố Núi cùng vợ bay sang Bangkok, đích thân cầm lái chiếc siêu xe McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion xuống tận Pattaya để khảo sát cung đường di chuyển cho hành trình siêu xe ASEAN Rally 2020. Chuyến đi tiền trạm của đoàn CarPerson cho chuyến hành trình siêu xe ASEAN Rani 2020 diễn ra vào tháng 10 năm sau đã trở nên nóng bỏng hơn khi có sự xuất hiện của người sáng lập hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam. Đại gia siêu xe Cương Đô La đã có mặt trên đất Thái. Không chỉ có mặt, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường còn trực tiếp cầm lái chiếc siêu xe McLaren 720S của trường đoàn Carpasson từ Bangkok xuống tận Pattaya nhằm khảo sát cho khách sạn cũng như cung đường di chuyển cho hành trình ASEAN Rally 2020 diễn ra vào tháng 10 năm sau. Chuyến đi tiền trạm cho hành trình siêu xe ASEAN Rally 2020 diễn ra từ sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua từ Đà Nẵng và di chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị để sang nước Lào, một ngày sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển từ Lào và mượn một cửa khẩu của Thái Lan nhập cảnh vào nước này trước khi đến thủ đô Viên Chăn của Lào. Hành trình tiền trạm của đoàn Carpasson sẽ tiếp tục trong 3 ngày còn lại với việc di chuyển từ Thái Lan sang Campuchia và kết thúc ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Được biết, hành trình siêu xe ASEAN Rally 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm sau. Không chỉ có đoàn Carpasson, Jalai Team từ Mỹ gửi xe về tham dự mà còn có các nhóm siêu xe ở Lào, Thái Lan cũng như Campuchia góp mặt. Thông thường đoàn car fashion sau khi di chuyển trên giải đất hình chữ S chỉ có những chiếc xe hậu cần gầm cao đi tiền trạm. Còn ở lần tiền trạm qua nước Lào, Thái Lan và Campuchia này có một siêu xe gầm thấp đi cùng để có những đánh giá chính xác nhất nhằm chọn ra cung đường phù hợp cho các thành viên car fashion di chuyển vào năm sau. Để chuẩn bị công tác tiền trạm, trước đó siêu xe McLaren 720S của trưởng đoàn Car Fashion cũng đã được thay áo mới cùng logo hành trình đặt chung tên gọi là ASEAN Rally 2020. Dựa trên màu sơn đỏ Memphis của xe, những người thợ đề can đã dùng những sọc màu trắng và đen kết hợp nhằm tạo nên bộ áo ấn tượng cho mẫu siêu xe McLaren 720S của trường đoàn Car Fashion. Trên nắp capo của xe có một tấm nền màu trắng bằng đề can cỡ lớn và có in cả bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó là những nước Đông Nam Á mà siêu xe McLaren 720S đi tiền trạm này sẽ chạy qua. Tầm kính chắn gió phía sau xe còn có lớp logo Đông Nam Á Rally 2020 và hình ảnh quốc kỳ của bốn nước Đông Nam Á mà đoàn ca Fashion sẽ phải chinh phục. Siêu xe McLaren 720S chỉ sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép dung tích 4.0 lít nhưng tạo ra công suất tối đa lên tới 720 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng một phút. Động cơ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km h chỉ trong thời gian 2,9 giây và giảm tốc từ 100 đến 0 km h trong 2,8 giây và tốc tối đa là 341 km h Mức giá siêu xe McLaren 720S tại thị trường nước ngoài là 208.600 bảng, tương đương 5,8 tỷ đồng. Nếu lăn bánh trên đường phố Việt Nam với biển trắng, đóng đầy đủ thuế phí, chủ nhân của siêu xe McLaren 720S mới này phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.